Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ thần tài gõ cửa nha anh em. Thì hiện tại thì cái phiên bản mới đã có được một cái cột mốc mới cho những người anh em nào đam mê đạo trích giống mình. Đó là từ 5 đạo trích, bây giờ chúng ta có thể chơi được 6 đạo trích rồi. Mà 6 cái đạo trích á, chơi là đúng phê luôn á các bạn yêu ơi. Để coi trận này mình sẽ sở hữu 6 đạo trích ở vòng mấy nha. Ui giời ơi, con Ugot này mà chả thấy đào tiền ở một chút chào cả. Buồn anh. Cho em gọi là một chút hy vọng được không? Giống như anh thường mong. Nào, cái trái tim đạo trích có không nào? Giờ mà ra trái tim đạo trích nữa thì đúng bú luôn. Mà con Ugot đầu này, nãy giờ chả thấy hộp tiền nào, chán vãi. Sức mạnh nội lực và tập chịu đòn, lẩn tránh cả. Mình sẽ lấy cái tập chịu đòn này nhá anh em. Cái thứ nhất là có V2, cái thứ hai á là chúng ta có được con V này có thể sử dụng đến đến cuối trận đấu luôn. Tại vì với Sona thì nó sẽ mạnh ngay tức thời. Tức thời ở chỗ chúng ta sẽ búp mana cho Ugot thì sẽ sử dụng kỹ năng được nhiều hơn. Nhưng vì cả team sẽ được thêm máu này, kết hợp với đấy là sẽ có hộ công đến giai đoạn cuối game và đã phải thay đổi nhiều. Chuẩn bài chưa? Cho nên là lấy vi cho con gì nữa. Ưu tiên đến thằng em đến cuối trận. Ai đời? Wow, con Leona với cả con rắc của người chơi này, năm thần giáp khét thế nhờ. Người cấp 6 rồi à, cháy vậy. Ui rồi ôi, nãy giờ mà cái được một cái hộp tiền thôi. Đồ đạc thì mình cũng đã lắp nhiều cho Ugot phết đấy anh em ạ. Một cái quyền trượng thiên thần, một cái găng bảo thạch. Với combo đồ này thì anh em mình có thể chuyển sang cho Fiddlestick ở cuối trận đấu. Ok, hũ có gì. Rồi ôi yếu thế, sẽ cho Echo vào để có thể là kích hoạt thêm hộ công nhé các bạn. Này đi Zoe à, với Zoe thì con này có ba hệ rất là xịn sò. Mà Zoe anh em mình cho nó cái quỷ thư về cái bùa xanh ấy, thì nó rất là được tợm. Nhưng mà đừng có lắp cho nó cái trang bị hồi máu nữa. Thay vào đấy là chúng ta lắp cái kích hoạt thêm tin tặc cho nó là hợp lý rồi. Fiddlestick ngoại đạo à? Cháy vậy. Ông này có cái chiếu muốn khắc chế mình cái sao ấy. Nhìn ghét thế nhở. Trời ơi nó bực. Nhưng mà con Fiddle này nó mạnh lắm các bạn ơi. Nó chỉ cần một kỹ năng thôi là chắc là bay màu cả team mình luôn á. Anh em thấy không? Má nó ghê. Fiddlestick quại đạo. Ghê quá. Đau phết này. Xem nào. Đi chợ là có Samira hay là gì không? Chúng ta có Z Soraka. Z Soraka thôi à. Mid Fortune. Mình sẽ lấy lấy gì đây nhỉ? Để mid for đúng không nhỉ? Mid for đi. Làm nhẹ một cái bao tay đạo tặc được đấy. Rồi chả biết lấy cái gì. Con Z là cầm BF thì đúng kiểu hàng hàng chọn lọc, hàng tuyển luôn đấy các bạn. Anh nghe bảo là vòng 3.4 này là chúng ta sẽ có được cái sách chọn ấn à? Có không ta? Đâu rồi? Ui rồi ôi, ấn đạo trích luôn. Vậy là chúng ta sẽ có được 5 đạo trích cực sớm. Mà cũng không hẳn là sớm lắm. Vòng 3.5 này cũng tương đối sớm rồi. Vậy là chúng ta còn thiếu mỗi con Samira nữa. Bây giờ thì cứ phải giữ máu một tẹo nha. Thắng hay là thua thì hiện tại cũng không quá quan trọng. Quan trọng là phải thắng. Một cái nhân bản tướng cỡ nhỏ này thì chưa biết lắp cho con nào. Ra xua chuyển sang bên này xem nào.
anh em cố gắng xếp sao cho Ugot của chúng ta nó sẽ sử dụng kỹ năng vào nhiều những cái mục tiêu tướng nhất nha. Có hộp tiền nào không? Đây rồi, hai hộp tiền tương đương với 6 tiền luôn các bạn. Số vàng quá giòn. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Nice. Sáng đầu tiên mở màn cho 5 đạo trích. Quá tuyệt vời. Chúng ta có Seth và Kele. Tại sao không phải là Samira trời. Giờ cứ tích tiền thêm nhá các bạn. Anh lo được hết, anh có lo được cho em không? Ryan Nguyễn à? Rin Nguyễn sầm nhầm. Không là cái chợ nhiều nhiều bữa nay nhiều cái tên tem PFZ gì nhỉ anh em nhỉ? Tem gì không à? Chắc là do kiểu chuyển đổi là chưa qua được hết tên hay sao á. Rồi chúng ta sẽ gặp anh lo được hết. Còn Zoe này phiên bản tin tặc này cũng kinh nè. Chúng được rất là nhiều người, có 3 hộp tiền. Wow. Cảm giác dồn đồ cho Ugot mà nó kéo được nhiều đồ như thế này. Sướng thực sự luôn ạ. Đã thật. Ôi giời ơi. Midfall nhà mình chắc là ngon hơn. Nice, 10 trên 10. Áo tràng tĩnh lặng và giáp lưới thêm 7 tiền. Hơi rén. Chưa rực rỡ lắm. Tôi để tôi cần một cái hũ nào mà nó rực rỡ. Cái lõi đầu tiên thì nó là đấu sư cho nên là mình đã xếp những cái vị tướng ở hàng hai hàng đầu. Sẽ được thêm giáp và sức mạnh phép thuật cho tối ưu các bạn ạ. Mà tối ưu thì mạnh nhưng mà nó lại những cái con carry thì nó hơi bị nguy hiểm. Ui rồi ơi, Samira luôn. Nice. Mình sẽ bán midfall đi nhở. Đấy, như thế này là sẽ có được 6 đạo trích. Quá là giòn luôn. 4 khóa mỗi trận thắng và 7 mỗi trận thua. 7 stack mỗi trận thua. Wow. Ngon thế. Này anh em nào cũng chơi kiểu hũ to luôn nhở. Chơi sướng luôn đấy. Mà trong thần tài gõ cửa này thì anh em mình mới chơi được vui như thế này ấy. Chứ trong cái chế độ bình thường thì nó lại rất ít, rất khi mà hiếm thấy sách chọn ấn luôn. Ăn luôn này. Quá thơm. 4 trên 10. Hiện tại là cấp độ phi vụ của mình mới là 3 thôi. Cơ mà dần dần thì nó sẽ lên đấy các bạn. Trận này phải chơi khô máu. Quyết tâm chơi hũ to. Chúng ta có hộp Pandora giáp tự chế và là chắn siêu công nghệ. Mình sẽ đổ lại xem sao. Uầy, trí tuệ siêu công nghệ đi. Tự dưng là cái lõi vàng đầu game là ngon như thế. Lõi thứ hai là cũng rất đẹp rồi. Mà cái lõi thứ ba thì chưa thực sự là giòn lắm. Mình sẽ sử dụng cái nhân bản cỡ nhỏ này cho Sona luôn. Chia lẻ những cái trang bị để có thể tối ưu về trí tuệ siêu công nghệ. Cấp độ phi vụ 3. Anh mình đi cậy két. Ôi, cậy két nghe vẻ khó khăn nhưng mà nó lại là dễ trong đấu trường. Chứ ở ngoài cậy được cái két này cũng khó phết đấy các bạn ạ. Két nó hơi bị nặng. Chưa thử. Két chưa đổi giọng vừa đó các bạn. Xem nào. Xem Ugot lần này chúng ta sẽ mang để được mấy hũ tiền. Một hũ thôi. Nhưng đây chỉ là cái gậy. Thế anh em thì trang bị hay là vàng ngon hơn? Hiện tại thì mình chắc là cần vàng. Thua này. Thu đẹp này. Thu hai quân
Của thần giáp thì chắc rơi tầm khoảng 8 máu không? Xem có đúng không nhá. Đúng 8 máu luôn. Thêm một hũ. Có gì? Ui, găng tinh xảo đấy cũng được. Nhưng mà chưa là mình đủ để đánh đổi. Này thì lắp nó sét đi. Cho giật. Giật đây cũng được. Hai ô. Ma công này có hai cái máy chiếu nhìn gai mắt thật. Kiểu sinh ra để khắc chế mình ấy. Tôi chỉ có mỗi con cua thôi. Giờ bạn này có quân cảnh laser. Ui, có trái tim quân cảnh. Nâng cấp anh hùng của Senna. Ui. God đã được sử dụng một lần kỹ năng. Có 3 hũ tiền. Trời ơi, nó phê. Cứ mà thu nguyên giàn này thì trời ơi. Đau thế, 16 máu anh em ạ. Đây đúng kiểu nguyên sàn thực sự. 2, 4, 6, 7. Ờ, mình nắm được một con. Well. Một phát đang đạt villa thì mình xuống thành đáy sội luôn rồi. 39 máu. Mình sẽ lấy một cái BF vậy. Thật sự thì con Zana cầm BF cũng ngon quá. Mà công nhận với anh em là chơi cái 6 đạo trích này ấy, nó đã hũ tích lên nhanh như chớp luôn. Kiểu 3 trận là 21 stack của hũ ấy. Thế cho nên là nó tích rất nhanh. 3 trận là 21 là 2 stack của hũ tiền rồi. Nhòn. Nhòn luôn. Ui giời ơi, cái gì đây? Chúng ta có một thiên cực kiếm. Một cái giết khổng lồ. Cinera, xem là có con 5 tiền nào hay không. Ugot này, Ugot 2 đi. Please, ngon. Ui, công tích tiền bao lâu anh mình sử dụng trong vòng 1 round. Nó buồn. Thêm Ugot nữa này. Đầu tư quả Ugot 3 nữa nhá. Chơi chứ sợ cái gì. Bán cái này đi. Cha phê vào lấy thêm xạ kích này. Mệt thực trói buộc luôn. Dây chuyền trục tội à? Lắp đồ thì đã. Thêm máu nhưng mà ít đâu các bạn, máu và năng lượng. Ui, Ugot 2 này. Ngon thế. Bạn này thì có hộp Pandora. Ở đâu? Hàng chờ Pandora. Và cái hộp Pandora hình như mới có bắt ở cái comeback ở cái phiên bản này thôi. Ok, thêm một hũ nữa xem chúng ta có gì nào. Let's go. Ui, vương miện chiến thuật. Chán thế rồi. Mình sẽ cho hai con đam ở phía đằng sau này cho nó đỡ bị ấy. A phê này. Bốn chủ lực không ta? Bốn chủ lực. Làm thêm một cái cùng đao đi. Ugot luôn à. Lắm Ugot thế. Thôi không chơi bốn chủ lực nữa đâu. Thôi đang ôm con Mordekaiser này để có gì còn lấy thêm tiền tài của cải. Ui rồi, ôi lắp luôn. Thú tượng luôn. Cứ kiểu ôm con nào dễ lên là ba sao anh mình lên. Nhưng mà Mordekaiser này nó mất đi chủ lực này cũng hơi khoai, mình sẽ bán luôn nhá. 10 tiền ạ. Tích tiền là thượng sách. Máu của mình còn 39. Leona trang bị ánh sáng đối đầu với AC vì màn song đấu. Cũng hơi khó cho Leona. 6/10. Đã cho Zana lên đầu đi các bạn. Tại vì nó đang cầm ở trên người cái thú tượng. Zana này thì nó sẽ búp giáp.
Trái bụp lá chắn ạ. Ui giời ơi, giáp tiếp này. Cái gì đây? BF à? Làm luôn một cái áo choàng bóng tối đi, đỡ bị sốc đam. Bởi vì trong cái chế độ này rất nhiều những ông đột biến, cái áo choàng thì sẽ giúp cho chúng ta sống sót thêm được vài round. Xin ra này. Ui, bán Unu đi cũng được này. Afe và Samira 2. Khả năng là mình sẽ chơi hai con Ugot đi nhé các bạn. Hay là bỏ Zana đi cũng được này. Riven nó đang tanh ngon quá. Một chút lá chắn thì nó cũng không giúp cho mình thêm gì nhiều thay vì Ugot. Alistar này chút mình sẽ đẩy vào Riven. Đây này, cái ông có hai cái máy chiếu này, nhìn bức xúc luôn. Mà có được Fiddle Stick 2 này cũng hơi bị độc lạ nè. Level 8. Ghê gớm đấy. Tiến về. Một cái nước mắt 3 vàng. Và kèm thêm. Ui trời ơi. Thua à? Thua như này thì ngon. Mà thua một quân cái 8 máu luôn á. Really? 13 trên 10. Xem hũ này có tiền hay không. Tôi thích mấy cái hũ tiền ấy. Ui trời ơi, lại 120 tiền nữa. Lượm vội, lượm vội. Hiện tại là mình 13 tiền. 13 tiền. Ui, sao lại bây giờ mới được 120 trong khi mình vừa bán một quân nữa rồi đó. Ảo thế, không biết anh em nào có bị giống mình không? Nhanh tay lại mắt một chút xem nào. Trời ơi. Đúng không à? Thay vào đây đi. Ảo vãi đấy chứ. Đang kiểu nhặt được 120 tiền mà tự dưng lại nó bị thọt mất vài đồng của mình. Riêng cái hũ đã có 120 tiền rồi mà mình bán một quân đi trong khi là mình có 13 tiền ở sẵn ở nhà. Nó lạ thật. Độc lạ hũ đạo trích. Nhưng mà 120 tiền thì đã giúp cho mình có được rất nhiều những vị tướng 5 vàng rồi. Thậm chí mình có thể lên được Aphelios trong cùng một round. Ugot này. Hai con Aphe nữa thôi. Súng gì cũng được. Mình sẽ hút đồ ra cho Fiddlestick nha anh em. Ngon hơn khá nhiều. Hai thằng Molder đâu có chơi Molder đâu. Đây một con Aphe nữa thôi. Vòng 5 mà có Aphe 3 thì đúng kiểu ông trùm rồi chứ có gì nữa. Lên. Ui trời ơi. Nó đã. Cho Ugot cho nó kéo tiền tài của cải về này. Vãi cả nồi, trong một round thôi mà mình đã roll được Aphe 3 anh em ơi. À không, 2 round thì chính xác hơn. Ngon thật chứ. Để có thể cho anh em thấy một con Aphe nó trùm cuối thì mình sẽ cho nó cái ấy nha. Thiên cực kiếm của thanh niên Samira. Không có ấn gì ngon ngon nhỉ. Gì đột biến ta. Fiddlestick lấy cũng được. Giờ là mình bá chủ võ lâm rồi chứ còn gì nữa à. Thì lấy Zanna này đi. Solari này. Nhiều Solari luôn. Mấy đội hình của mấy ông này nhìn nó cứ sao sao yếu yếu kiểu gì ấy. Mình có nhiều năm tiền như này. Các bạn cũng không thể nào mà coi thường anh em được. Anh em có thể lên mấy con 3 sao bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Để xem mình sẽ được phát con gì nữa. Cua đi. Cinderella. Xúc xa ma thuật à. Zanna này thì mình sẽ thay vào vị trí của Nunu nào. Hai cái đi. Cinderella 6 con rồi, Nunu 3 con. Con nào không chơi là mình sẽ không chơi luôn. Cinderella còn 2 con nữa. Leona thì có vẻ rất ít. Đây. Đổi cái súng bắn cho nó mãn nhãn nè. Đấy. Chuẩn chưa?
hai con cua này thì chắc là đúng đúng kiểu như là nhiều nhiều vàng vãi đái ra rồi đấy. Trang bị thì chắc là vô vô biên luôn đó. Mà chưa kể mình có tỷ lệ lên được ấy ba Ugot 3 nữa. Đấy, một lần nó cứ kéo tiềm tổng khoảng 12 tiền, 15 tiền. Eo ơi, roll mệt nghỉ. Nghỉ lại roll tiếp. Mà roll tiếp thì lại lên Ugot 3. Có lên không? Đừng có lên nha, lên tôi buồn đó. Ừ, bạn này cầm một con rồi, cho nên là hơi khó lên này. Tôi đợi hết cái hàng chờ của bạn này xem là mình mới roll. Anh em thấy cái hàng chờ không? Hàng chờ cửa hàng nó giống cửa hàng à. Đổi đi, đổi con khác đi. Ừ, đổi rồi. Mình roll thế nào? Đấy. Ngon chưa anh em? Trời ơi. Phải đợi, đợi thời các bạn ạ. À. Ui giời ơi, vòng 5.6 có hai tướng 5 tiền 3 sao ạ. À. Chưa dừng lại ở đấy. Mình sẽ còn lên thêm cả Syndra cũng như là Janna nữa. Nếu được. Janna 2 sao bỏ ngoài này. Mà thôi phải cho vào chứ. Không cần xạ kích đâu các bạn. Miếng này bây giờ đái đái ra máu luôn luôn nhớ gì nữa. Xem này. Ui rồi ôi. Trận này mình sẽ lắp tất, gọi là tất tần tật những trang bị trên 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 ấy luôn, hàng chờ luôn. Con nào mà thiếu đồ phát mình lắp hết. Làm mấy cái diệt. Ui, để dành tí. Ui vẫn còn nữa. Ôm hết những con 5 tiền nhá. Mordekaiser ra rất nhiều mà mình không chơi này. Mình sẽ bán con Echo này đi. Nên cứ cho vào vào đại đi. Nó ra nhiều quá. Giờ thì chúng ta lắp đồ đã. Một vút rồng. Đây. Đồ gì cũng được. Một mình AFK hiện tại chắc là nó cần cả thế giới rồi chứ không phải là dạng vừa nữa đâu. Cũng rồi nhiều đồ ngợp ấy các bạn. Cuồng đao luôn này. 31, 27, 25, 24. Nunu. Janna này. Nó không chơi Nunu nha. Alistar này thì mình sẽ giữ lại. Tại vì nó sẽ giúp cho AFK của chúng ta sống sót được thêm 1 giây trong khoảng thời gian này bất tử. Đấy, tận dụng cái trí tuệ siêu công nghệ nó phải như thế này. Ai đây nào? Bạn này cầm Leona 2. Một con Fiddlestick. Rồi, xong. Rén liền. Leona rất trâu nhưng mà tôi lại rất lấy làm tiếc. Tôi đã quá mạnh rồi, 3 sao á. 3 sao hỏi chấm. Hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Nhưng vẫn hơi sợ con Fiddlestick với bản ngoại đạo này này. Mà phí đồ này lại thua cái ông kia à? Wow. Cái ông Leona lại biến thái thế. Mà mình lại thắng cái ông Leona đấy một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà không ai dễ dàng mà mình được ở thời điểm này nữa rồi. Ok, lắp hết. Đồ đạc gì lắp hết. Nunu luôn đi. Ông này bắt. Ôi, bắt nhiều Nunu ấy, cả Mordor nữa này. Hết hàng 5 tiền rồi đấy. Giờ có rô cũng không ra được nữa đâu. AFK thì anh em bắt thoải mái, bây giờ tôi cho anh em AFK luôn. Chắc là chỉ còn một con trong cửa hàng thôi. Tại vì hiện tại mình đã sở hữu 9 con rồi. Tiến về. Ui. Nó đã các bạn ạ. Trời ơi. Nên là 10 tướng full đồ luôn á. Không còn chỗ nào để chê nữa. Nhiều đồ quá mình phải lắp bớt đồ cho mấy con ở hàng chờ đây này. Rồi bây giờ chỉ còn có
ba người thôi à? Nhưng mà vòng 6 chúng ta sẽ có một cái nhân bản tướng, cho nên mình sẽ chấp mấy ông này một round xem sao nhá. Nunu bây giờ mới có ba con. Mordekaiser Fiddlestick à? Toàn là Nunu thôi. Hết rồi. Hết hàng rồi. Bạn này cầm Janna ba con rồi. Mình sẽ chấp một round nào. Bạn này cầm Fiddlestick Syndra. Ba con Syndra. À, chấp như thế này thì nó lại nửa chừng quá nhở. Ui, bạn này đi luôn. Mong là bạn này sẽ có thể win được NVT. Chơi sao nữa. Vòng 6.5 là chúng ta sẽ có một nhân bản tướng nha anh em. Đây, Syndra này. Đấy, là chắc chắn chúng ta sẽ lên được Syndra 3 rồi. Ây à, chơi lấy à. Lấy đại con này đi. Mới được có hai con thôi mà. Nhẹ thôi mà. Gì nữa? Syndra đâu? Janna đâu? Đây, Syndra này. Syndra 3. Nice. Cho vào thôi. Đến lúc mình phải trong này biết thế nào gọi là lễ hội rồi. Đổ quả súng này xem sao. Hay đổ quả súng súng kích thăng hoa đi, cho nó máu lửa. Cái nhân bản tướng đâu. Nhiều đồ quá các bạn ơi. Thôi xong luôn rồi. Bán luôn mẹ Janna rồi. Quạo thực sự. Nhưng mà ông này cũng ui giời ơi, nhiều năm tiền phết. Ok, 3 từ 5 tiền 3 sao. Với 6 đậu trích. Nice, một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và nhớ tham gia group trên Facebook của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.